Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi sửa điện thoại di động nha các bạn. Một số bạn mới vô nghề các bạn, hay là các bạn thợ vọc á, các bạn chưa biết gì về điện thoại di động á, các bạn muốn sửa hay vọc vạch để sửa cái điện thoại cho các bạn á. Trong video này mình sẽ hướng dẫn một số vấn đề và để các bạn tự sửa điện thoại ở nhà nha các bạn. Ở đây mình có ghi ra các kiểm tra điện thoại di động mất nguồn. Mình sẽ liệt kê ra 3 vấn đề nha các bạn. Điện thoại di động mất nguồn các bạn kiểm tra. Thứ nhất á, mất nguồn do chạm. Do chạm nghĩa là sao? Bình thường các bạn, đa phần nhiều nhất á, là nó bị chạm V-Bus nha các bạn. V-Bus là nó như nó bị chạm mà V-Bus á, cái nguồn từ pin vô các bạn. Nó từ nó đi vào IC nguồn nè. Hoặc là bị chạm IC công suất nè, hoặc là mấy cái tủ của các bạn. Mấy cái tụ vàng như thế này nè các bạn, mấy tụ mà nối chân V-Bus với mát các bạn, mấy tụ này rất hay bị chạm nha các bạn. Bị chạm nó sẽ gây ra hiện tượng mất nguồn, là các bạn cho dù bật pin cấp nguồn nhé, các bạn lấy bộ nguồn nè, điện thoại di động nè, cái này các bạn test nè, thì nó bị chạm hẳn luôn nha các bạn. Cái mất nguồn do mất bút, đây là vấn đề thứ hai, có nghĩa là các bạn cặp nguồn vô, các bạn bấm cái bộ kích nguồn lên á, thì dòng nó sao không bút nha, được lên nhanh nha các bạn, nó sẽ giữ mãi cái vị trí khoảng vài chục mA thôi mà không bút lên khởi động được nha các bạn. Cái nguyên nhân này á, nó có thể do bị CPU nè, bị hở CPU nè, hoặc là cái IC bộ nhớ flash á. Flash, IC bộ nhớ flash, trong video trước mình đã nói về cái IC này nha các bạn. Nó gồm có con ROM và con RAM bên trong nha các bạn. IC. Còn hiện nay, hiện tại á, bây giờ thì người ta, nhất là mấy em dùng mấy iPhone, Samsung hay là mấy cái model về sau á, nó sẽ tích hợp ổ cứng nha các bạn. Ổ cứng là mấy cái chương trình boot đó, khởi động boot nè, nó nằm trong ổ cứng này nha các bạn. Nếu các bạn kiểm tra cho mình cái này nha. Còn trường hợp nữa là các bạn, khi mà các bạn cặp cái bộ nguồn này vô nè, các bạn đo test nè, ở nhà các bạn kiểm tra cái bấm, các bạn bấm cái nút nguồn á, nó không ăn dòng, là chứng tỏ nó bị hở nha các bạn. Một á, là cái các bạn phải kiểm tra cái nút nguồn cho mình, kiểm tra nút nguồn off, coi nó có bị liệt không nha các bạn, cái nút khởi động nguồn á. Mình ví dụ nha, cái máy này, máy cái nút nguồn khởi động ở đây, các bạn công kiểm tra coi nó có thôi, nó các bạn bấm lấy VOM đồng hồ số hay đồng hồ kim á, các bạn đo tổng trở, khi các bạn bấm vô là hai chân này phải nối nhau nha các bạn. Nói chung á, là các bạn phải cho nó thông nhau cái này nút bấm nha các bạn. Nút bấm này hoạt động cũng đơn giản nha các bạn, thì lúc các bạn không bấm vô thì nó hở mạch nha các bạn. Nó bấm vô là hai cái phần má bên trong nó sẽ tiếp xúc với nhau, nó sẽ thông mạch nhau nha các bạn. Các bạn cứ dùng vô an, các bạn kiểm tra ha. Ngoài ra các bạn kiểm tra IC nguồn cho mình nha các bạn. IC nguồn nó có, nó thở bị đứt các bạn, bị chết ha. Là bấm không dòng nha các bạn, dòng không ăn ha. Còn cái thứ tiếp theo là các bạn kiểm tra cái chấu pin nè các bạn, cái tiếp xúc pin đó. Tiếp xúc pin nè, ở đây là pin nha các bạn, gắn vô nhiều khi á, nó bị hở nha các bạn, hở với so với cục pin nha, nó tiếp xúc nó không ăn nha các bạn. Hoặc là cái trường hợp mà nó bị hở cái chân trên bo này các bạn, nó hàng không dính nha các bạn, nó bị hở mạch ha, làm nó khi đó các bạn bấm nút nguồn á, nó cũng không ăn nha các bạn, bấm là nó không ăn dòng ha. Ngoài ra một số linh kiện các bạn, nó có bố trí con điện trở cầu chì, mình ví dụ nha, cái từ V-Bus nè, cái chân dương nè các bạn, nó sẽ qua một con điện trở cầu chì, rồi nó đi vào IC nguồn, đây là IC nguồn ha. Nên trường hợp á, như trường hợp nó bị đứt cái điện trở cầu chì á, là cái dòng điện các bạn, hay cái điện áp á, nó không vô được con IC nguồn nha các bạn. Từ đó các bạn bấm nút nguồn lên á, là nó sẽ không ăn dòng. Còn kế tiếp nữa là cái đối với những cái mainboard điện thoại di động á, bị rớt nước, hoặc là mấy bị rớt á, rơi từ trên cao xuống nha các bạn, nó bị hở mạch nha các bạn, hoặc là con bo á, mấy trường hợp đấy hay gặp nha các bạn.
là nó sẽ đứt cái, nói chung là đứt cái đường từ chân pin nè các bạn vô con IC nguồn ha. Như vậy á, là nó giống như cái trường hợp mà bị cháu pin nha các bạn, hoặc là bị họ đứt cầu chì á, là nó nói chung nó không, nó mất cái đường thông mạch nha các bạn, nó không thông mạch được. Mặc dù các bạn kiểm tra điện cháu cầu chì ok nè, cháu pin cũng ok, nhưng mà nó được bị đứt đường nha các bạn. Nhất là mấy, đặc biệt mấy máy vô nước á, cái đường mạch in nó sẽ bị đứt nha các bạn. Để lâu quá nó bị ra tan oxy hóa, thì các bạn phải nguyên cập những trường hợp này á, các bạn câu di động nha các bạn, câu đúng cái điểm đó nha các bạn. Các bạn kiểm đo dò sima sơ đồ á, rồi các bạn đo coi điện áp nó vào IC nguồn không, rồi các bạn nếu mà trường hợp nó đứt hoặc nó bị hở chân á, thì các bạn câu lại nha các bạn, lấy dây đồng câu lại ha. Sau đây mình sẽ đi chi tiết từng vấn đề nha các bạn. Ở đây mình sẽ đề cập vấn đề mất nguồn giao chạm nha các bạn, chạm V-bass ha. Cái trường hợp mà chạm V-bass á, đây mình sẽ dùng cái bộ nguồn nha các bạn. Đây là có một cái bộ nguồn điện thoại di động nha các bạn. Hiện nay có nhiều loại nha các bạn, có loại giờ cái loại là đồng hồ kim ha, còn các bạn dùng cái đồng hồ số cũng được nha các bạn. Nó có mạch bảo vệ và quá áp và quá dòng nha các bạn. Ở đây mình sẽ dùng một cái bộ nguồn kim. Phải bật nguồn lên, các bạn chỉnh cái mức điện áp các bạn. Cái điện áp ở đây á, tùy cái điện áp của pin đó các bạn, nó tầm từ 3.8 đến 4.2V. 3.8 đến 4.2V á, thì các bạn chỉnh cái bộ nguồn y hệt cho mình nha. Là chỉnh bộ nguồn về cái mức là 3.8V đến 4.2V DC cho mình nha. Các bạn nhớ cái mức này nha các bạn, đừng có để chỉnh thấp quá thì nó không mở nguồn được nha các bạn. Các bạn dưới cái mức này á, và thấp quá thì không mở nguồn được nha. Còn mức cao quá có thể bị chập, nó bị chập IC nguồn nha các bạn. Nó dùng điện áp cao quá làm chết IC nguồn nha các bạn, nó bị chập, nó hư IC nguồn luôn nha. Nên các bạn cứ cẩn thận nha. Cho dù có mấy dòng máy iPhone hay Samsung hay bất kỳ điện thoại nào các bạn, cứ chỉnh cho mình vào mức 3.8 đến 4.2V DC cho mình. Ở đây mình sẽ bật cái biến trở nha các bạn, mình chỉnh về cái mức 4V thôi nha các bạn. Mình chọn cái mức 4V thôi. Rồi sau đây mình sẽ đi test từng vấn đề nha các bạn. Ở đây mình sẽ kiểm tra cái mức vấn đề mất nguồn giao chạm nha các bạn. Thì các bạn kiểm tra trên bộ nguồn này cái dòng nó ăn như thế nào nha các bạn. Ở đây mình sẽ nói về cái chạm V-bass nè. Tùy trường hợp nha các bạn, nó có bị chạm IC nguồn, IC công suất, hoặc là bị chạm chạm tụ là hay sử dụng hay thường xuyên chết ra nha các bạn. Còn đối với chạm IC nguồn á, là nó bị chạm chập cháy nổ vậy các bạn, nó bị chết IC nguồn nha các bạn. Còn IC công suất nó cũng, nếu mà trường hợp mà cái công suất, cái IC công suất nó hay bị chạm nha các bạn, chạm là cũng tại vì nó cấp nguồn từ V-bass á, từ V-pin á trực tiếp, nên mấy con này bị chạm á, nó đều gây ra hiện tượng mất nguồn. Ở đây á, mình giả sử nha các bạn, đây là một cái mainboard điện thoại di động đi. Các bạn xác định cái chân, trước tiên các bạn phải xác định cái chân âm dương cho mình nè. Mình ví dụ nha, cái cục pin này nè, các bạn coi chân nào chân âm dương, là trên cục pin nó ghi là cộng trừ các bạn. Mình ví dụ nha, cái này nó úp xuống, nó ăn theo cái má, mấy cái má đồng này nha các bạn. Thì các bạn chân cộng nữa các bạn. Các bạn phải, trước tiên các bạn phải xác định được cái điện cực của cái mainboard này nha các bạn. Cực nguồn á. Cục này ví dụ ở đây nè các bạn, chân dương nữa các bạn, chân dương các bạn đánh dấu chân dương ha. Còn lại chân âm nha các bạn. Thì các bạn xác định á, rồi các bạn xác định một chân cũng được. Rồi chân còn lại chân âm thì các bạn kẹp nguồn nha các bạn, các bạn kẹp nguồn vô. Dây âm á, dây dương á, dây đỏ thì các bạn kẹp vô chân dương nha các bạn. Còn dây đen á, các bạn kẹp vô chân âm ha. Mát á, mát thì có nhiều các bạn. Đây là cái đường viền nè, mát cũng mát nè các bạn. Hoặc là mấy cái siêu nè các bạn, mấy cái siêu nè nối mát hết nha các bạn. Hoặc là các bạn kẹp trực tiếp trên cái chấu pin này cũng được ha. Ở đây mình sẽ kẹp mát nha các bạn, mát nào cũng được ha. Và trường hợp á, trường hợp mà cái mất nguồn giao chạm V-bass nè các bạn, là cái nghĩa là hai cái chân này các bạn, chân cộng trừ nè nó chạm nhau, là các bạn nhìn cái đồng hồ nè, các bạn nhìn đồng hồ nó sẽ chạm luôn nha các bạn, nó sẽ
cái dòng á nó sẽ quá cái một ampe luôn nha các bạn, nó hơn một ampe nha. Thế nào các bạn, có thể theo cái đèn các bạn, cái đèn nè các bạn cấp vô chứ cấp cho mát em được, là cái đèn nó bị chạp nha các bạn, nó bên trong á có mạch ngắt ngắt nguồn nha các bạn, tại vì nó chạm á nó bị sẽ ngắt. Các bạn phải muốn mở lại, các bạn phải mở bật lại ha. Đó, cái trường hợp mà nó bị chạm IC nguồn nó chạm với bát đó các bạn, là các bạn khi các bạn cặp vô hai chân âm dương nữa các bạn, vô nguồn á là các bạn xác định được á là cái đồng hồ nó sẽ bị chập luôn nha các bạn. Chọc kim vòng đó không? Kim vòng nè. Nó chạm hẳn luôn nha các bạn. Là cái trường hợp này á là các bạn xác định chạm với bát cho mình nha. Các bạn mở nguồn không bây giờ nó lên nha các bạn. Tại vì nó bị chạm ha. Đó thấy không? Nó bị chạm mà, bị chạm với bát ha. Đây là cái trường hợp chạm đi sơ nguồn nha các bạn. Thì từ cái mainboard này nha các bạn, các bạn có thể dùng cái đồng hồ số nha các bạn, đồng hồ số, đồng hồ kim cũng được. Các bạn kiểm tra, các bạn đo tổng chở cho mình nha. Đo tổng chở, đo chập với các bạn. Các bạn ở đây mình có thể dùng cái que đo, cái thang đo này nha các bạn. Một cái thang đo chuông. Hoặc là cái đồng ở hiện tại á, người bên ngoài người ta có cái đồng hồ CIC các bạn, đồng hồ số để đo rò rỉ mạch đó các bạn, thì các bạn có thể dùng cái đồng hồ đó kiểm tra cũng được nha. Thì các bạn cứ dò trên mạch đó các bạn, đặc biệt mấy cái tụ á, tụ nào mà nó bị rò rỉ các bạn là các bạn ấy được nha các bạn. Khi mà trường hợp này nè đó các bạn, như đo thông mạch đó, trường hợp mà hai nó bị chạm với bát á là hai cái đầu này, hai đầu tụ này thông nhau nha các bạn, thì các bạn cứ chạm vô là cái chỗ nào mà ấy là các bạn xác định được cái đường chạm với bát nữa nha các bạn. Còn cái thứ hai đó mà các bạn muốn xác định chính xác cái chỗ con nào chạm á, các bạn dùng cái đồng hồ CIC cho mình, cái đồng hồ đo chạm á, cái đồng hồ dò chạm là các bạn xác định được cái ban này nhất nhanh nha các bạn. Thì các bạn xác định đó, coi con IC nguồn nè nó bị chạm nè, hoặc là IC công suất nè, hoặc là đồng tụ nữa các bạn, để nhanh đó bạn, các bạn dùng cái đồng hồ CIC cho mình nha. Cái này nè, dùng đồng hồ nè các bạn, dò chạm CIC nha các bạn. Là các bạn dùng cái đồng hồ dò chạm CIC cho mình nha. Hoặc các bạn ở trên mạng á, cái đó chưa có độ chế cái đồng hồ này nè các bạn, các bạn có thể mua về các bạn độ chế nha, là nó dò chạm được. Do chạm với bát á là do IC nguồn nào bị chạm nè, IC công suất bị chạm hoặc là tụ bị chạm nha các bạn, là các bạn có thể xác định được cái ban mất nguồn do chạm nha các bạn. Cái trường thứ hai mất nguồn do bị mất bút. Mất bút ở đây á là CPU, lỗi cho con CPU nó bị lỗi nha các bạn, hư CPU ha, hay là CPU hở chân nha các bạn, nó không đồng bộ được nha các bạn. IC nguồn nhớ lát á là bên trong này có con ROM RAM là nó chứa cái chương trình, cái hệ điều hành của cái điện thoại nha các bạn. Cái chương trình đó các bạn khi các bạn bật nguồn lên nó sẽ boot lên nha các bạn. Còn hiện nay mấy cái máy dòng máy iPhone, Samsung hay là mấy cái smartphone đó các bạn, nó sẽ tắt cái ISO nhớ lát nè. Bên trên này á nó sẽ có hai con ROM, con RAM nha các bạn. Cái ROM nữa các bạn. Nó tích hợp con ROM với con RAM nha các bạn. Đây là đối với Isolat, bộ nhớ lát nè các bạn. Con lát này sẽ có con ROM RAM bên trong nha các bạn. Còn đối với ISO cứng các bạn, nó không còn dính chung như nữa, nó sẽ tách ra một con ISO cứng và một con RAM riêng nha các bạn. Đây nè, trường hợp này nè, nó sẽ tách ra. Thì bây giờ những cái trường hợp mà cái máy dòng máy smartphone á thì cái ISO cứng này nó sẽ chứa chương trình nha các bạn, chương trình boot khởi động lên á. Thì các bạn bật dùng cái đồng hồ này, các bạn đo kiểm tra, các bạn bấm nguồn kích nguồn lên á mà cái nó không có boot lên được nha các bạn, là cái các bạn kiểm tra cho mình cái một là cái con CPU nha các bạn, hai ISO cứng nha. Mà đa phần hiện tại là ISO cứng là nó bị lỗi nhiều, rất nhiều nha các bạn. Mấy cái dòng máy Oppo iPhone á, rồi mấy cái dòng Samsung á, nó chết ổ cứng rất nhiều nha các bạn. Các bạn nên các bạn kiểm tra ổ cứng cho mình nha.
ở đây các bạn, mình sẽ lấy demo bằng một cái con Nokia Lumia 520 nha các bạn. Trên đây á, là cái con IC nguồn. Các bạn, trước tiên các bạn muốn sửa, các bạn phải xác định con linh kiện nào là cái con IC nguồn nha các bạn, là CPU flash hay là ổ cứng, là như con nằm vị trí nào để các bạn mới sửa được nha các bạn. Các bạn định dạng từ khu vực, như đây con IC nguồn đó các bạn, con này là IC 2 tầng CPU flash. Đây, cái main của nó là nha các bạn, đó, IC 2 tầng nè, trên là con RAM, dưới là con CPU nha các bạn. Nó có hai lớp nha, gọi là IC 2 tầng. Còn trên đây nha các bạn, cái siêu này là của con IC ổ cứng nha các bạn. Đa phần cái dòng smartphone bây giờ nó sẽ không còn con IC flat nữa các bạn. Nó không còn, nó dính chung một con nữa, như main, cái mainboard này nha các bạn, IC flat nè các bạn, IC bộ nhớ, có ROM, RAM, cái này là CPU nha các bạn. Đây là IC flash, nó có, nó chứa con ROM, con RAM trong đây nha các bạn. Còn đối với những cái dòng mà smartphone hiện tại bây giờ, nó sẽ ROM, RAM nó sẽ tách ra nha các bạn. Ổ cứng nè, cái con ổ cứng nó sẽ chứa dung lượng, nó chứa, nó cho phép bạn lưu trữ dữ liệu nhiều hơn nha các bạn. Đồng thời nó chứa hệ điều hành khởi động. Để các bạn bút điện thoại nè. Sau đây mình sẽ kiểm tra nha các bạn. Các bạn mở lại nguồn lại cho mình nha. Rồi, các bạn cứ cặp nguồn vô nha các bạn. Chân này chân, các bạn cứ xác định chân dương nha các bạn, chân dương với chân âm cho mình ha. Rồi các bạn cặp nguồn vô. Đúng không? Rồi vị trí này các bạn bật nút nguồn nha các bạn. Nguồn nè, các bạn quan sát cái kim vòng cho mình nha. Kim âm này kế nè. Cái lưu ý nha, vôn kế là các bạn cứ đã giữ cái mức ở mức cho mình là từ khoảng 3.8V đến 4.2V thôi. Ở đây mình chỉnh 4V nha các bạn. Các bạn quan sát chú ý, các bạn mới kiểm tra, các bạn kiểm tra kim vòng, các bạn bật nút nguồn lên. Rồi các bạn thấy không, kim nó đứng không à. Cái kim này các bạn, nó chỉ nhích lên khoảng 50-60mA thôi. Đó, vị trí này đó các bạn, 50-60mA, nó không. Một, các bạn nhìn thấy kim nhịp, kim nó nhịp các bạn, nó nhịp nè, nó không bút lượt. Cái thứ hai á, là kim nó đứng yên, nó sẽ không nhịp luôn nha các bạn. Cái dòng của nó rất yếu nha các bạn, là nó chỉ lên cái mức này thôi, khoảng 50-60mA. Đây là trường hợp bị lỗi ổ cứng nha các bạn, là cái trường hợp mà bị mất boot. Nè, các bạn khởi động mất nguồn bị do bị mất boot nha các bạn. Thì các bạn kiểm tra cái ổ cứng trước cho mình nha. Ổ cứng nếu mà các bạn thay ổ cứng khác nó mà ok, rồi các bạn chạy chương trình, các bạn đồng bộ lại nha các bạn. Còn trường hợp mà ổ cứng không có vấn đề, với các bạn kiểm tra coi CPU nó bị hở chân không nha các bạn. Hai cái này là vấn đề này. Các bạn làm nhiều quá, các bạn làm level 3, các bạn sẽ có kỹ năng thực hành với cái này nha các bạn. Ở đây các bạn kiểm tra sơ bộ cho mình thôi. Đây trường hợp mất boot nè. Mất boot là các bạn kiểm tra ổ cứng trước cho mình nha. CPU là đa phần, tại vì hiện tại cái mainboard các bạn, CPU nó đổ keo quá nên nó ít bị nó hạn chế quá vấn đề cái quá trình mà nó bị hở chân nha các bạn. Trừ khi mà các bạn khò bên kia thì nó nóng quá, nó xì chân chì đó thôi. Chứ bình thường là CPU nó bên tích hợp á, giờ nó đổ keo hết nha các bạn. Đổ keo CPU nè, ổ cứng cũng đổ keo luôn nha các bạn. Nhất là dòng máy iPhone ha. Đó, thì các bạn kiểm tra, các bạn nhìn kim vòng nè. Nó chỉ boot lên khoảng 5-60mA thôi để đứng yên, hoặc là nó nhịp. Và là cái trường hợp này mất nguồn nha các bạn. Cái mainboard này gọi là mất nguồn. Mất nguồn do mất boot nha các bạn. Bị mất boot nè. Thì các hướng là ba cái hướng các bạn kiểm tra nè. Cái trường hợp mà cái CPU, các bạn kiểm tra ổ cứng trước, rồi các bạn kiểm tra con CPU. Còn nếu mà hai con nào ổn rồi các bạn,
là chắc chắn á các bạn, là nó boost lên được nha, nó boost là nó khởi động nguồn được nha các bạn. Ok ha, hai con này mà ổn kiểm tra tốt hết, hãy hoàn thay ổ cứng hoặc kiểm tra lại CPU coi nó tốt hết thì chắc chắn nó boost là ok nha các bạn. Còn trường hợp á mà các bạn bấm nguồn á, đây là trường hợp thứ hai. Còn thì cuối cùng á là các bạn bấm nguồn không ăn dòng. Bấm nguồn không ăn dòng á có nghĩa là sao? Đây là cái trường hợp bấm nguồn không ăn dòng nha các bạn. Bạn có cái main board này nha các bạn, các bạn cặp nguồn vô nha. Các bạn cũng đã bình thường thôi. Rồi các bạn bấm nút nguồn nha các bạn. Rồi bấm nút nguồn mà kim dòng không nhích nữa các bạn, nó đứng im số số 0, vị trí số 0 quá. Thì các bạn kiểm tra các bạn cho mình cái nút nguồn. Kiểm tra cái nút nguồn đầu tiên cho mình nha các bạn, coi nó bị đứt, bị dơ hay là bị mất tiếp xúc không nha các bạn. Đối với dòng Lumia 520 nè, cái nút nguồn này các bạn, nút nguồn hàng trên bo á, thì nó trong quá trình thao tác á, các bạn bấm á, nó hay bị hở nên các bạn có thể kiểm tra lấy cái đồng hồ số nha các bạn, rồi các bạn kiểm tra thông mạch hay không nha các bạn. Trước tiên các bạn kiểm tra cái nút nguồn cho trước hết cho mình nha. Rồi sau đó rồi cái mọi thứ ok á, rồi các bạn kiểm tra cái điện trở cầu chì. Con điện trở cầu chì mình giả sử nha các bạn, bên đây có cái con điện trở cầu chì, con này điện trở cầu chì nha, nó sẽ nối từ cái chân V-Bus nè, nó qua điện trở cầu chì nó nối xuống IC nguồn nha các bạn. Chờ mới nó chưa bị điện trở cầu chì này bị đứt á, là các bạn có thể câu dây đồng lại các bạn, tìm con điện trở khác á, cầu chì khác thay vô nha các bạn, để mà các bạn nó sẽ cấp nguồn từ chơi cháu pin nè cho cái IC nguồn này các bạn. Còn kế tiếp nữa các bạn, khi các bạn kiểm tra đo rồi, nhưng mà cái nguồn đã có nó vào IC nguồn nha các bạn, nó đã đến qua điện trở cầu chì, nhưng mà cái đường này nè nó vào IC nguồn rồi, nhưng mà các bạn bấm vẫn không lên nguồn thì chứng tỏ là IC nguồn bị hư nha các bạn, bị hở mạch đó, là các bạn phải kiểm tra cái con IC nguồn này cho mình nha. Đây con IC nguồn nha, bất kỳ dòng máy nào cũng vậy nha các bạn, từ cùi bắp đến smartphone nữa các bạn. Thì các bạn cứ nếu mà mất cái đường V-Bus đó là các bạn kiểm tra cháu pin nè, rồi các bạn kiểm tra mình ví dụ nha, cái con này là con điện trở cầu chì, các bạn kiểm tra điện trở cầu chì rồi cũng kiểm tra con IC nguồn cho mình. Rồi sau đó chờ mà tháo ra mà ok vẫn ấy các bạn, nhất là cái máy bị rớt nước á, rớt nước hoặc là bị rớt va đập á thì nó bị hở mạch combo á các bạn, combo này các bạn nếu mà trường hợp các bấm nguồn không được á là các bạn kiểm tra coi cái đường mạch in nha các bạn. Ok, cái chấu pin như thế này nè, nó bị hở mạch hay không? Chờ bị hở, bị đứt, bị chóc bo thì các bạn phải câu dây đồng lại nha các bạn. Là các bạn nối sao cho nó cái dòng cái nguồn á từ cục pin nè đi vào IC nguồn nó có. Thì các bạn bao khi đó các bạn bấm nút nguồn á nó mới ăn dòng nha các bạn. Cái dòng này nó. Cái kim dòng này nó sẽ nhích lên nha các bạn. Từ đó mà các bạn có thể xác định được cái vị trí nào mà nó gây ra hiện tượng mất nguồn nha các bạn. Là cái dòng này họ, cái Y lúc này các bạn, Y bằng 0 nha các bạn. Y bằng 0 nha các bạn. Trường hợp này là Y bằng 0. Còn trường hợp này Y á các bạn, nó tầm khoảng 60, 50 đến 60 nha các bạn. Tầm 50mA nha các bạn. Nè cái trường hợp này là Y bằng 0mA. Cái trường hợp này á Y sẽ bằng 50mA nha các bạn. Còn trường hợp cái này Y á, cái dòng Y các bạn, nó sẽ lớn hơn 1A nha các bạn. Nó bị chạm nha các bạn, Y nó sẽ lớn hơn 1A. Còn trường hợp này á, mất nguồn do bị mất bút á, là dòng cái này có thể bị kim nó nhịp á, một là kim nhịp, hai là kim nó đứng yên nha các bạn. Nó nằm trong khoảng này thôi, 50, 60 nói chung tùy nha các bạn, 50, 60, 70, 80 gì á, tùy nha. Còn cái dòng Y này, Y bằng 0mA luôn nha các bạn. Cái dòng này bấm không lên nguồn luôn nha,
là các bạn có thể xác định được cái trường hợp y á, là cái bóng nguồn không bằng dòng, là các bạn kiểm tra như thế này. Còn khi bạn dẫn dòng á, nó lên khoảng 50 mA, là các bạn mất nguồn vô mất bút, các bạn kiểm tra ổ cứng cho mình nha, là CPU. Trường hợp mà các bạn cặp nguồn vô á, mà nó chạm hẳn luôn, nó chạm VBUS á, là dòng lớn hơn 1 ampere, là các bạn cứ kiểm tra theo từng bước như các bước trên hôm nãy mình đã nói lúc đầu nha các bạn. Ở nhà các bạn cứ thực tập, các bạn lấy cái một cái vài điện thoại như là của ấp hay gì á, rồi các bạn kiểm tra từ từ nha. Đây ví dụ mình có một cái máy Nokia Lumia 520, rồi các bạn cứ cặp vô nha, chân mát nè, chân dương nè, các bạn nhìn cái dòng nha các bạn, khi mình cặp nguồn vô nha các bạn, dòng nó sẽ bằng không nha các bạn, là nó không bị chạm nha, nó không bị hao nguồn nha các bạn, là ok nha. Sau đó các bạn bật nguồn lên, các bạn kiểm tra quan sát cái kim dòng cho mình nè, coi cái quá trình nó bút lên nha các bạn, bút lên như thế nào nha, bạn coi sát kỹ nha các bạn. Rồi mình bấm nút nguồn đây, các bạn thấy không, nó bút lên nè, bút nó rung lên nè, lên là bút lên khoảng gần 300 mA nha các bạn. Là các bạn nhìn cái màn hình nè, cái màn nó sáng nha các bạn, ok. Mà bút là cái con này nó khởi động được tốt nha các bạn. Là mình bật lại nha các bạn thấy nha, cái kim dòng nó sẽ bút lên khoảng tầm lớn 200 mA là nó mới mở nguồn được nha các bạn. Còn trường hợp mà thấp lên nó dưới á, thì nó sẽ không mở nguồn được nha các bạn. Các bạn thấy không, kim nó nhịp nè, nó nhịp nó nhảy lên nè, nó nhảy lên gần 300 mA nha các bạn, nó mới khởi động nguồn nha các bạn. Rồi các bạn cứ quan sát ở nhà, các bạn cứ tìm hiểu ha, coi cái quá trình khởi động điện thoại như thế nào. Rồi từ đó các bạn có thể rút ra kinh nghiệm nha các bạn, các bạn có thể sửa được nhiều loại máy điện thoại nha các bạn. Để nó bút nó khởi động lên nha các bạn. Thì dòng hôm nãy các bạn nhìn thấy không, nó từ vài khoảng 50 mA thôi nè, cái dòng nó có 50 mA mà nó nhịp nó dao động quá các bạn, mà nó sẽ bút lên khoảng 200 mA nha các bạn, hơn 200 mA rồi nó khởi động nguồn như vậy. Đó các bạn ở nhà các bạn cứ tự lấy cái máy cùi bắp hay cái máy dòng máy mà các bạn dễ các bạn, rồi các bạn kiểm tra sơ bộ ha, rồi xem quá trình của điện thoại này nó hoạt động như thế nào, rồi sau đó là các bạn rút ra kinh nghiệm, các bạn ghi tờ giấy á, hay là các bạn nhớ học thuộc rồi cũng được ha. Và là video này mình đã trình bày cho các bạn cái cách đó, hướng mà các bạn kiểm tra điện thoại bị mất nguồn nha các bạn. Các bạn đi theo từng bước nha các bạn. Rồi video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Rồi các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Chào các bạn.